Đây là mình phát hiện được một con cua đồng nè. Cua đồng nha. Cua đực. Cua bắt mới cua với đang gần ếch nè các bạn. Hiện tại là cũng hơn 12 giờ rồi, hơn 12 giờ đêm rồi. Ếch kêu quá mà nó không chịu ra. Lụm được cặp ếch này các bạn. Ếch này cũng không có được bự lắm, do là nó gần cái đường nước sâu đó, cho nên là mình chọc luôn, không kịp lấy máu đâu. Đó là mình ở cái đường nước rồi khỏi bắt luôn. Thank you.